Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Huỳnh Như đây. Thì sáng ngày hôm nay mấy bạn thấy mình đứng ở góc vườn này thì mình chuẩn bị chờ ghe tới để mà đi ghe sông mấy bạn ơi. Em trai của mình nó đang lái ghe sông ra đây. Ngày hôm nay sẽ là một cái món ẩm thực cực kỳ là đặc biệt và mộc mạc đơn giản gắn liền với miền Tây của mình luôn. Trái bần, nghe là thấy ở sông nước miền Tây rồi đúng không? Con cá cũng ở sông nước miền Tây luôn. Hôm nay á, mình ăn cái món này cực kỳ đặc biệt, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, hai mươi mấy năm trời chưa bao giờ mình biết cái mùi vị của trái bần chấm với mắm cá linh nó ra thế nào hết trơn á các bạn. Với mẹ mình gắn với một hồi tuổi thơ thì mẹ mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm với trái bần cũng như là con cá hoặc là mắm cá, thì mẹ mình nói là ăn rất là ngon mà mình chưa ăn bao giờ hết, không ăn biết ghiền luôn á. Mẹ mình nói ăn ghiền luôn á, nhưng mà mình không biết là ăn như thế nào nữa mấy bạn ơi, chưa gì hết. Mà mấy bạn thấy thằng Camen nó đeo khẩu trang đen thui rồi kìa. Mới nghe mùi mắm là đi hết chén cơm ra ngoài rồi mấy bạn ơi. Đó, thằng Caramel của mình á, nó kỹ nhất là mắm guốc nè, mắm nêm nè, rồi mắm nữa, mấy loại mắm mà húi húi là nó không có ăn được mấy bạn ơi. Đó, mới gì mà mấy bạn thấy nó bịt nguyên cái khẩu trang lên bản mặt nó rồi, thấy không? Một chút xíu nữa mình ăn á thì không biết là nó có ấy ấy không nha mấy bạn. Đi luôn cái bà thử ra ngoài. Mắc cười quá à. À đó giờ mình cũng chưa ăn lần nào nữa, không biết như thế nào. Chứ nãy mình đổ bịch mắm ra cái ruột của mình nó cũng quậy quậy ở trống rồi. Bữa nay nó thiệt với mấy bạn luôn, đây có thể là một cái thử thách cực kỳ là khó khăn đối với mình á. Mình phải gọi là ăn mắm sống nha. Đó giờ mình không bao giờ ăn mắm sống luôn á. Kiểu như là ăn mắm mà kho thì mình ăn, mắm chưng thì mình ăn, chứ mà ăn mắm sống thì đó giờ mình rất là sợ luôn mấy bạn ơi. Mình sợ con cá nó sống á, cái ghê đó, mình sợ lắm tại bụng mình yếu. Hôm nay có thể nói đây là một cái thử thách cực kỳ là khó khăn đối với mình đó nha. Cầm trái bần rồi chấm với con mắm rồi cầm con mắm sống lên ăn nha. Mình không thể nào tưởng tượng được. Xin mời các bạn hãy cùng đón xem hết cái video này xem là mình có vượt qua cái thử thách là ăn trái bần chấm với mắm cá linh hay không nha các bạn. Chào mẹ mình ra đi chung luôn mấy bạn ơi. Đây em mình đang ngồi đây, còn dĩa mắm để trên bờ nè mấy bạn ơi, đứng cách xa chút xíu. Khá là ghê. Bây giờ đã lên xuồng rồi đây nè. Đó, em mình nó đang ngồi chèo cho mình mấy bạn ơi. Còn mẹ mình ngồi bên này nè. Khá là nắng luôn mấy bạn ơi. Nắng quá trời luôn vậy á. Bây giờ sẽ bơi xuồng để đi mà hái bần. Nếu như mà có hái được bần á thì sẽ ăn ở trên sông luôn nha mấy bạn. Bữa nay nước lớn quá trời luôn, nó muốn ngập bằng cái xuồng này luôn nè. Mẹ, hello, chào các bạn, các con, các cháu. Hôm nay cô với Huỳnh Như Carmen đi hái bần đang ăn kẹp với mắm sống nha các bạn. Đó, mấy bạn chê mẹ tôi có cái áo bông mặc hoài nè, mẹ tôi mặc đồ đẹp ghê không? Đó, nguyên bộ đen như ông quả luôn. Hai mẹ đâu mẹ mặc đây, đồ đẹp cây bần đây, đứa đây. Đây, đây có cây bần nè. Có trái không? Không biết có trái không? Khá là nhỏ. Có bông, ế nè. Có trái đó, mà đều nó. Trái chiêu à. Chưa bự. Nắng quá mấy bạn ơi, khá là nắng luôn à. Đó, mẹ. Mẹ mình đang ngồi ở đầu xuồng cho nên mẹ mình sẽ với lên hái giùm mình nha mấy bạn. Nè, tới cây bần rồi nè. Wow, được 400 trái rồi nè mấy bạn ơi. Nắng quá mấy bạn ơi, hái được cũng khá bần rồi. Bây giờ mình với mẹ mình với em mình sẽ đi lại một cái chỗ nào đó mát mát để mà ngồi thưởng thức nha. Nắng quá mình sắp thành bà táo luôn rồi nè, khá là nắng luôn. Dữ lắm nha. Yeah. Tôi là lơ ghe. Ghê vậy? Quá tiêu. Lơ ghe hả? Lơ ghe dạ, ở trên trển người ta lơ xe, còn tôi dưới đây tôi lơ ghe, tôi chỉ hướng cho thằng Camen nó lái. Cái hả? Chứ mày lủi qua lủi lại tao phải có con như chèo ghe từ nhỏ như quả rồi. Đồ lớp 3 rồi con biết chèo ghe rồi.
Ok mấy bạn ơi, mình với mẹ đã về gần nhà rồi, tìm một chỗ mát mát để mà ngồi hưởng thức cái mắm này nè. Nãy giờ ngồi gần lại khá là mệt mỏi rồi nha, không biết ăn sao đây. Mẹ mình thì thấy ghiền tới rồi mấy bạn ơi. Nói chung là mỗi người một cảm xúc, mình chưa ăn lần nào hết cho nên mình cảm thấy nó hơi ghê ghê. Giờ bắt đầu cô gọt ra ăn kẹp với mắm ăn nha các bạn. Có vẻ mẹ mình rất là hào hứng luôn mấy bạn ơi. Hồi đó cô đi làm hay đi đâu đem cơm theo cái trộn mắm về ra trưa ngoài đồng ăn ngon dữ lắm. Vậy hả? Mình thấy lúc trước mình ăn trái bần á, nếu như mà trái bần nó già rồi á thì nó sẽ chua. Còn trái bần mà nó non, trời ơi, nó chát mà động trời mây luôn á. Này còn chát nè, nó chín nó chua chua ngọt ngọt ăn ngon. Con này nó còn hơi chát. Này như nè mấy bạn nhìn như trái bưởi vậy nè, thấy không? Đó. Hột nó dữ lắm. Trời ơi. Bởi nó chín nó chua chua, nó mỗi lần mà làm đáy nó rụng nó vô hoài á. Để vô đây ăn ha mẹ. Để ăn đi. Bán bạn biết không, hai mẹ con mình ngồi cái đầu này nè, làng tiên nó ngồi bên kia nó muốn nhõng ben chiếc ghe lên luôn vậy á. Trời ơi, hai mẹ con mình nặng 100+ kg chứ đâu có vừa vậy mấy bạn. Còn tiên nó có 60-70 kg à, nó ngồi là nó nhõng chút xíu mà hai mẹ con mình nhúng nhúng là thằng tiên nó bay qua đây luôn á mấy bạn. Ôi bà xạo quá trời bà xạo. Rồi bắt đầu ăn từ từ đi. Nè, có miếng ớt vô cho ăn không tanh. Cho ngon. Dễ quá. Phải mà bằng này nó già một chút chua chua ngọt ngọt ngon. Trời ơi ghê vậy. Này còn hơi chát. Dám ăn con cá linh không mẹ? Vậy mùi lên ghê con cá nè. Thì đó kẹp vô con mắm ăn chứ thôi không có con mắm cho ăn. Có gì đâu. Ghiền không? Này ăn. Hồi xưa cô đem bằng cái đem cơm theo á, cái đâm mắm tỏi ớt như vậy nè. Đem ra đồng ăn với dưa với cà, cơm nguội ăn ngon dữ lắm. Còn giờ hôm nay cô với hình như ăn bằng kẹp với mắm sống nè, các bạn thấy không, con mắm này nha. Có ngon. Ghê quá. Ăn rồi nhịp giò nữa nè. Ăn ghen mà. Nhịp giò mẹ. Ghen mà không... Đó, chút xíu người té thấy bà nội mày chưa. Thấy ghê quá mẹ ơi, không dám ăn. Trời ơi, ăn đại có ngon á, không có gì á. Trời ơi, ăn đại không ngon lắm. Con nhỏ nhỏ nè. Chán mẹ nắng lên mày ngồi xích lên nè. Ghê quá mẹ ơi. À, đưa gấp cho. Đây này này. Tự gấp ăn đi. Thấy ghê quá mấy bạn ơi. Có còn mâm đó. Nè, yeah. Xin mời mấy bạn ăn nha. Này lần đầu tiên mình ăn luôn á, thì không dám ăn luôn á. Có sao không trời? Muốn sao hết, con nhai lại đi. Ăn nha mấy bạn. Thơm phức hả? Thơm phức gì ra thơm phức. Trời ơi thơm phức. Có gì đâu. Tôi sẽ ăn hoài luôn. Quýu giò luôn mấy bạn. Ăn là quýu giò nha. Nè, cô sẽ kẹp cô. Nè, thấy không? Cô sẽ quất nữa nè. Có đâu. Rồi, buông đũa. Có nước mắt. Trời ơi, muốn rớt nước mắt luôn vậy. Rớt nó liệt và nóng đi. Coi mẹ ăn nè. Hồi xưa cô ăn khi cắt lúa, cắt đồ đem cơm á. Rồi cái trộn mắm sống vậy nè, xem dưa cà theo nha chứ không phải ăn bằng vậy. Ăn cũng được. Cũng ngon. Mấy chục năm, nếu mà nó già chua chua con ăn ngon. Chua mẹ. Ngọt ngọt không, mẹ không muốn nữa. Đang mê luôn hay gì á trời. Nè, bắt đầu dứt nữa nha. Các bạn mời các bạn ăn mắm sống kẹp bằng với cô nha. Ăn đi rồi tối và thả bơm, ai chịu nổi. Có gì không? Ngon cực kỳ. Có gì không? Ngon cực kỳ. Rồi. Ngon cực kỳ. Nè, nước nè, mắm hơi mặn đúng không? Đáng lẽ là cái này nãy mẹ mình cho vô đây 3 muỗng đường rồi nè mấy bạn. Với thêm một lát chanh nữa mà nó vẫn còn mặn á. Mắm này nó khá là mặn luôn. Để ăn miếng nữa nha. Nãy ăn một miếng cảm giác như là nó... Cái bằng này nó không còn chát nữa hay sao á. Ờ, vậy bà khỏi chấm, khỏi gấp con mắm lên chấm cái ăn thôi.
Không, ăn có con mắm mới ngon. Đúng. Ngon, tính ra ăn nó cảm thấy nó ghê thiệt nhưng mà nó ngon. Con nhỏ nhỏ thôi. Nè con mắm nè mấy bạn. Thường là con mắm là người ta hay kêu mấy nhỏ con gái con mắm này. Con mắm kia, con mắm thôi. Con mắm này, bây giờ mình sẽ ăn cái con mắm này nha các bạn. Mẹ mình ăn đang bị ghiền. Gọt thêm trái măng nữa đi. Trời ơi, chưa hết nè. Thôi ăn nữa. Trời ơi là trời. Vô mấy bạn ơi. Các bạn thấy bông bằng không? Nở ra tím rịm. Tím tình. Tình gì? Tím tím loại gì quên rồi. Tím rịm tìm xem. Tím rịm tìm xem. Bây giờ mình ăn lần thứ hai á. Là ngon rồi. Chảy miếng ra luôn. Ngon quá, rất là ngon. Mình cảm thấy như là cái bò này mặc dù nó non nhưng mà nó không còn chát nữa các bạn ơi. Cái mắm nó mặn, như có mặn nhưng mà mặn vừa phải, nó có ngọt ngọt, chua chua. Chua chua ngọt ngọt. Tỏi ớt vô nữa nó thơm, nó không còn cái mùi gì là hôi hôi nữa luôn các bạn. Gọi gần thì thấy nó hôi nhưng mà ăn vô thì thấy nó ngon. Damn! Tính ra cái món này á. Nay món này comment ăn không được các bạn. Nó bịt mũi luôn. Tính ra nhìn nó ghê nhưng mà ăn nó không có ghê mẹ ơi. Ngon, không có gì đâu. Ngon, giờ ăn được rồi nè. Ăn con mắm bự luôn. Để ba bằng nhỏ là về nhờ. Để cho má sao bả xuống mà có lấy làm thuốc gì bả. Nè, ăn con mắm nè, dám ăn con mắm không? Nè, ăn con mắm với miếng bằng với mình nè. Ăn đi. Nè, xin mời các bạn nha. Nè. Cảm như mấy bạn không ăn được hay sao? Bây giờ để mình ăn giùm mấy bạn nha. Cái con mắm á, cái ngậu quá ha mẹ. Nó mềm mềm dẻo dẻo đúng không mẹ? Ngon có gì đâu. Có gì đâu, mẹ sẽ quất nữa tiếp tục. Ngay luôn xương. Dứt có miếng ớt đồ vô ăn cho ngon. Nè mời các bạn nha. Bạn các con các cháu gì nha. Dứt hết dĩa mắm này với bằng cô. Với cô. Với Như. Nửa cái mắm á. Cái nó mới bằng nó chua ê cái răng luôn. Nó ăn rồi đã nhắm mắt rồi. Ngon ngon. Ngon quá. Cái ăn một lần chứ không bằng ăn với mắm. Ăn một lần cho biết với người ta, không có lần hai. Nếu ăn một lần để mà mai mốt biết trải nghiệm mình là miền Tây thì mình phải biết ăn mắm sống với ăn bằng đúng không ạ? Còn em ở đâu? Mẹ đâu trên núi á, mẹ không biết ăn. Em ở thành phố. Mẹ đâu trên gần trên rú mẹ. Ăn cắm sú cắm heo chứ làm gì biết ăn này. Vô. Uống miếng nước chè mấy bạn ơi. Vô cho ấm bụng. Mình ăn mắm mình phải uống nước chè nóng. Ngon quá. Nè có đem bình trà luôn. Ghê chưa? Bây giờ ngồi trên sông ăn mắm cá linh với trái bần. Rồi trời á, nắng không nắng mà mưa cũng không mưa. Trời ui ui, chuyển gió mang mát. Uống nước trà nóng. Ta nói ăn này nó ngon ghê luôn á mấy bạn. Các bạn thấy bông bần đẹp không? Đẹp ha. Nó chưa nổ bông ra mà màu tím trong vị hơi trắng. Tím tím hồng hồng. Tím tím hồng hồng. Cái này có tỏi ớt vô nó thơm cực kỳ luôn mấy bạn. Nãy ăn không được nhưng mà bây giờ ăn được rồi. Được rồi, ăn luôn đi. Ngon quá. Dễ cho tôi. Trời ơi. Ăn uống này uống chắc 10 bình nước trà á. Mặn. 3 muỗng đường ha. Nửa trái chanh. Không, bằng này nó cũng không có gọi là quá chát mà. Những trái nhỏ này nó mới chát mà. Không phải ăn với ớt nó chát, còn ăn với mắm không chát. À nó cũng còn vị chát mà ăn với mắm vô nó ngon. Đúng rồi. Ngộ nha. Khi nãy mình ở lại gần cây bần mình hái á, trong cái cây bần nó có một cái mùi hôm rất là lạ luôn. Đúng không mẹ? Mẹ có nghe không? Không. Ừ mà không. Nghe. Nghe mẹ ơi. Thằng men mẹ cũng điếc quá. Bây giờ con sẽ ăn nguyên một con mắm sống. Luôn đi. Nè mấy bạn mình sẽ ăn thử cái con mắm sống lát này. Lát về và xúc cơm nguội coi, ăn ngon. Hả? Xúc cơm nguội ăn vô hả? Ngon. Đó mẹ có ăn không? Thì mẹ đem cơm ra lòng mà chưa cơm nguội rồi à. Ăn ngon lắm. Lại ra ruộng hả? Rồi ăn hồi mắm. Trưa đi cắt lúa. Cắt lúa ghê rồi vậy. Rồi đi
dặm lúa nhổ cỏ rồi đi vũ rơm là đem cơm theo ăn. Trưa trưa ngoài đồng ăn gì cũng ngon. Giờ thấy ngon rồi nè. Hết luôn đi. Chua quá. Chua ngọt ngọt. Mắm linh vừa béo vừa ngon, chấm với bằng chua chua ngọt ngọt. Ngon. Trời ơi ăn vô đi. Ghê không? Gì? Cô Tư miền Tây sông nước hả? Cô Tư miền Tây sông nước đang giới thiệu mắm cá linh chấm bằng nha mấy bạn. Hồi xưa thì cô thấy đi... Thấy dễ này không Tiên? Cô đi cô đem cơm thì vua với cà. Còn bây giờ ăn với bằng. Với bằng? Cũng ngon. Cũng ngon. Chứ không ngon hả? Chứ không ngon bằng dưa với cà. Cà dưa bằng cũng ngon hết. Ăn một miếng này với thêm một con mắm này nữa là nãy giờ 4 con rồi, 5 con rồi. Nó giặt bằng tép. Sáng trưa ăn cái gì ăn vô sốt ruột. Sát mẹ nói ăn miếng cơm đi không ăn. Mẹ uống ly cà phê với ăn ổ bánh mì hậu gặp la. Vậy sao mà ốm nổi. Bên Tiên ăn thử miếng không? Chết luôn mà. Trời ơi là trời, đúng là dân cắm sú cắm heo. Nó là công tử bạc liêu Tiền Giang. Công tử. Bây giờ cô sẽ ăn tiếp tục. Trời ơi, ăn đổ mồ hôi mỏ luôn. Mời các thôi. Bạn nha. Nhớ lại xưa hay sao á, nay mẹ mình thấy hào hứng, thấy vui vẻ ghê không mấy bạn? Ăn kèm đâu phân đất. Nhớ lại xưa kỷ niệm mắm với bần. Lâu lắm rồi mới được ăn chứ đâu có ăn. Mấy chục năm rồi. Lúc trước mẹ ngồi mẹ ăn với ai mẹ? Mình. Hồi đi ăn cơm đồng chung mấy bạn cắt lúa rồi. Rồi, kể khóc luôn hả? Khóc luôn hả mẹ? Không khóc gì chứ sao? Đổ mồ hôi. Ăn quá đổ mồ hôi. Nay bà yêu đời ghê. Chứ thì sao? Tiếp tục con mắm rồi phanh ớt lên à, có phanh ớt được không? Kẹp vô quất cho ngon. Rớt xuống mày. Lên đôi đũa lên cho vô miệng tao. Sao mày rớt xuống? Có gì không? Ghê chưa? Mấy chục năm mới ăn trở lại ngon quá các bạn con cháu. Như nãy ăn được chứ giờ ăn được rồi. Ăn được rồi. Biết mùi vị rồi mấy bạn ơi. Nói chung là rất là ngon luôn. Và cái mùi nó rất là đặc biệt. Cái mùi mắm ăn nó nồng nồng lên. Rồi mùi bần nó chua chua chát chát. Nó ngon hơn là ăn với chấm với muối ớt luôn á. Bần này nè, nếu mà chấm với muối ớt thì mình nhận xét muối ớt ăn sẽ rất là dễ bị sặc. Và nó nồng lên rất là khó chịu. Mà ăn với cái mắm này thì nó ngon. Mình thấy nó ngon nhất luôn á. Một con mắm bưu thả ra nữa đi. Cho ớt đổ lên. Bữa nay trúng tủ của mẹ mình rồi các bạn ơi, cái món này ngon đỉnh đỉnh luôn á. Chị mới sáng mà kêu ai vậy, má cũng kêu vậy rồi đi quay clip rồi. Cháu nha. Cô ăn đổ mồ hôi trâu hết rồi. Cô ăn đổ mồ hôi trâu hết rồi. Ghê chưa? Ừ. Mà có đem giấy chùi miệng nữa chứ. Ghê vậy. Mẹ mình lúc này đỉnh cao rồi mấy bạn ơi. Lên một tầm cao mới. Lao quẹt. Mồ hôi đổ quá, giờ cô phải lau mồ hôi rồi ăn tiếp như lau không? Không, con vẹt mỏ ven rồi. Trời, chùi miệng cái chát lên trán, trời ơi. Nãy là một dĩa luôn á. Ta chùi cái trán trước rồi, ta chùi miệng. Ta lau bên này, lau trán kia. Vô mấy bạn, vô. Vô. Vô Tiên. Vô. Quất. Cho hết mấy miếng vạt luôn đi. Lát về còn mẹ lấy cơm nguội ăn. Ăn nữa hả? Vậy mà rồi giảm con. Giảm còn 42kg. Hồi xưa các bạn biết không, cô có 42kg à. Really? Cô mặc áo bà ba không? Ghê vậy. Bây giờ cô hết mặc áo bà ba được. Mặc tại áo vì kiểu cô không? Mặc quá. Tại vì các bạn biết sao, hồi đó xanh như thì xanh tự nhiên. Xanh comment cô, cô mổ rồi cô phải vô nước biển. Bởi cô mập luôn tới giờ. Đúng rồi, nó vô biển mập lắm. Rồi chứ... mổ ngang bụng rồi móc con ra hả? Ừ. Chứ chứ cô hồi đó 42kg cô mảnh mai mà cao ráo lắm, đâu có mập ù. Hèn gì mẹ đẻ con ra con thông minh hơn chị ba nhiều.
Mày mà không in. Chứ gì nữa, ai ngu như mày. Mày ngu như heo vậy. Đó, các bạn thấy không, như nãy nó muốn ói mà giờ nó ăn được, ăn quen, nó quất hết bằng luôn rồi. Ngon thiệt. Hết bằng sắt luôn rồi. Nếu như mà tính ra cái này mà ăn với mua ớt á, bằng mà ăn với mua ớt là nó dở hơn. Không ngon. Cái này ngon nhất nè. Nó không ngon bằng ăn mắm linh. Còn giấy nữa nè. Nè, theo nè. Mấy con này bự bự, bỏ chảng. Mặn quá. Mặn quá, uống miếng nước. Kiểu như là mình nêm dừa rồi á, nhưng mà trong con mắm nó vẫn còn mặn, mấy bạn hiểu không? Chứ đường, chanh, đồ, tỏi, ớt, đồ, thơm, phức, bắt nhát luôn các bạn ơi. À, ăn này mà có người yêu hung cái chắc đã mẹ. Sao vậy ba hung mẹ kìa? Khỏi, khỏi cần xịt dầu thơm. Có mùi này thơm phức rồi. Mẹ hung với ba cái mẹ. Hung như cái ơi. Thôi. Thôi được rồi. Anh gần lắm luôn. Ok mấy bạn ơi, chắc là bây giờ mình phải kết thúc video ở đây rồi á. Tại vì á, khá là no rồi với lại sốt ruột quá. Tại vì nãy sáng giờ chưa ăn gì mà ăn trái bần vô nó chua chua chát chát, nó khá là sốt ruột luôn. Đó, gắn cái bông bần vô. Bữa nay mẹ cảm nhận sao, lâu lắm rồi mẹ mới ăn được cái món yêu thích. Món này xưa là cô ăn rất ngon nhưng mà mấy chục năm nay cô không có ăn. Ghê chưa, nay ăn nay sao? Tại như nó rủ rồi vậy. Sáng này cô đi tiệm sớm nè, thấy không, về cô còn mặc đồ mới không, là TikTok là làm TikTok. Liền cái món ăn ngon, cái món thèm là, mà là làm mắm liền, bằm ớt tỏi, hồ kêu như bằm ớt tỏi chanh đồ là trộn liền, là đi ra tút ngoài sông lớn ngoài hái bằng, là ngoài nắng quá bơ mấy bơi lần lần về trong đây kiếm chỗ mát ngồi ăn, các bạn thấy không? Thấy chưa, ngon dữ lắm. Các bạn làm thử ăn đi. Đúng rồi, nếu như mà các bạn không tin mình á, tại vì á mình cũng không ăn được luôn mà nãy bạn thấy mẹ mình ăn được rồi. Mình ăn được rồi đó. Giống như là cái gì mà mình không làm được mình phải bằng, thử để bứt phá. Bằng chấm muối ớt chứ ăn không ngon bằng bằng kẹp với mắm ăn. Đúng rồi, mình xác nhận điều đó nha mấy bạn. Chắc là bây giờ mình với mẹ sẽ tạm dừng video ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Các bạn nhớ ủng hộ cho ba mẹ con cô nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yêu bye thương bye. Các bạn rất nhiều. Đừng quên để lại bye cho bye. Mình một like nha. Nhớ là nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình đó. Bye. Bye. Bye comment. Bán xong rồi bà nội. Trời ơi, như tính quốc nữa hay gì.